Kính thưa quý khán giả, hiện có rất nhiều quốc gia đã thành công trong việc mở rộng diện tích lãnh thổ bằng cách lấn ra biển, phát triển trên đó các khu đô thị, khu du lịch, cảng biển và các công trình quân sự. Tuy nhiên, lấn biển không chỉ đơn giản là đổ đất lấp biển, mà đòi hỏi sự nghiên cứu khoa học và chuyên nghiệp để không gây hệ lụy về môi trường cho các thế hệ sau. Đây cũng chính là nội dung được chúng tôi phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Lấn biển đừng để hệ lụy môi trường cho thế hệ sau. Bây giờ mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia đã thành công trong việc lấn biển và có thêm diện tích phục vụ cho phát triển kinh tế. Ở Đông Nam Á, thành công trong việc lấn biển có thể kể đến Singapore, một quốc gia có diện tích rất nhỏ và là nước có nhiều điều kiện về tự nhiên tương đồng với Việt Nam chúng ta. Chính sách lấn biển mở mang bờ cõi của Singapore được xây dựng từ năm 1991 như một phần trong kế hoạch của Cơ quan Tái phát triển Đô thị UI. Khi đó, kế hoạch đã đề xuất xây dựng một loạt các hòn đảo nhân tạo để phục vụ nhu cầu giải trí và nhà ở ven biển. Với chính sách này, diện tích của đảo Quốc Sư Tử đã tăng từ 581,5 km2 vào những năm 1960 lên 697,35 km2 vào năm 2017. Từ kỳ tích này, cuối tháng 11 năm 2023, Singapore công bố một dự án lấn biển mới được gọi là Long Island nhằm mở rộng 800 hectare đất ngoài khơi công viên bờ đông nước này. Nhưng lần lấn biển này đã có một phần phản ứng của Singapore trước các mối đe dọa có thể xảy ra từ tình trạng mực nước biển dâng cao và ngập úng ở khu vực bờ đông. Như vậy, dù thành công trong lấn biển, nhưng chính phủ Singapore vẫn tỏ ra thận trọng với dự án Long Island. Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Demons Lee cho biết, các cơ quan chức năng Singapore sẽ bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật cho dự án Long Island. Theo đó, dự án sẽ tham vấn ý kiến công ty về các ý tưởng và đề xuất cho dự án. Kế hoạch hiện đại của Long Island bao gồm khai hoang 3 khu đất mới trong khu vực kéo dài từ Marina East đến Tanah Merah với tổng diện tích 800 hectare. Tại mỗi khu vực được khai hoang, Singapore sẽ xây dựng thêm một cửa ngăn thủy triều và trạm bơm giúp kiểm soát mực nước trong hồ chứa đặt tại công viên bờ đông để giảm nguy cơ ngập úng trong khu vực. Theo Cơ quan Quốc gia Singapore, PUB, dự án Long Island dự kiến xây dựng thêm hồ chứa thứ 18 ở các khu đất mới khai hoang. Tương tự như đập Marina Barrage, hai cửa tại hồ chứa mới ở bờ đông có nhiệm vụ xả lượng nước mưa dư thừa ra biển khi thủy triều xuống. Khi thủy triều lên, khu vực này sẽ sử dụng máy bơm để xả nước. Singapore cũng sẽ xây dựng thêm các cộng đồng ven biển ở các vùng đất mới khai hoang trong dự án. Ông Desmond Lee cho biết dự án sẽ bổ sung thêm 20 km công viên ven biển và hồ chứa mới. Tuy nhiên, nếu nói về quốc gia có dự án lấn biển lớn nhất thế giới và thành công không tưởng, đó chính là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE với dự án khổng lồ tại Dubai. Nhờ vậy, từ làng chài nhỏ đến nay, Dubai trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất hiện nay. Với vị trí địa lý của Dubai, cứ tưởng sẽ gây cản trở không ít cho dự án phát triển, bởi toàn bộ tiểu vương quốc này chỉ có 60 km đường bờ biển. Song để giải bài toán này, chính quyền UAE đã nghĩ đến ý tưởng xây dựng các đảo nhân tạo. Quan điểm của quốc gia này là mỗi mét vuông bờ biển là mỗi khối vàng, và việc lấn biển để xây dựng các hòn đảo nhân tạo là một trong những chiến lược phát triển kinh tế giúp đa dạng hóa nền kinh tế, thu hút giới đầu tư toàn cầu và có thể trụ vững trước những biến động khó lường của nguồn tài nguyên là dầu lửa. Ngày nay, đến Dubai, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến dự án đảo nhân tạo lớn nhất thế giới Palm Jumeirah. Đây là công trình lấn biển nổi tiếng được khởi công xây dựng vào năm 2001 bởi Nakheel Properties, công ty bất động sản thuộc sở hữu của chính phủ Dubai. Sau 7 năm xây dựng cùng với số vốn lên tới 12,3 tỷ đô la Mỹ, Palm Jumeirah trở thành khu vui chơi nghỉ dưỡng thu hút lượng lớn khách du lịch và người dân. Nơi đây quy tụ nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Dubai như Atlantis The Palm, Jumeirah Yabil Saray. Tại Việt Nam, từ năm 2010 đã bắt đầu xuất hiện các dự án lấn biển với lợi thế hơn 3.000 km bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam. Hầu hết tỉnh thành ven biển đều có nhu cầu phát triển và lấn biển. Theo số liệu thống kê, trong khoảng 10 năm gần đây, từ năm 2010 đến năm 2021, hoạt động lấn biển diễn ra ít nhất ở 16 tỉnh thành ven biển trên cả nước. Tiêu biểu như dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cảng biển Phi Thuyết Quang, Nam Đình Vũ, Hải Phòng, rộng 1.329 hectare,
khu đô thị du lịch Hùng Thắng rộng 224 ha, khu đô thị mới Hạ Long Marina, Hạ Long Quảng Ninh rộng 230 ha, khu đô thị quốc tế Đà Phước Đà Nẵng rộng 210 ha, khu đô thị mới Rạch Giá Kiên Giang rộng 420 ha. Và một số địa phương đã có những dự án lớn biển thành công, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt về du lịch. Tiêu biểu là Quảng Ninh có hơn 40 dự án đô thị lớn biển và nhiều dự án thành công. Tuy nhiên, những dự án này ở quy mô vừa và nhỏ, hầu hết là dự án thành phần trong một dự án hạ tầng hay khu đô thị mới lớn hơn. Song trong những năm tới, xu hướng lớn biển dường như mạnh mẽ hơn, quy mô hơn. Một trong số chương trình lớn biển lớn nhất là Bến Tre, với quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là định hướng phát triển về hướng đông. Theo đó, Bến Tre sẽ lấn ra biển 50.000 ha. Như vậy, có thể nói, Bến Tre sẽ là dự án lớn biển lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Tại buổi họp báo về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nêu rõ, thực trạng đất chật người đông của tỉnh Bến Tre với dân số thực tế khoảng 1,6 triệu người và không ngừng tăng lên, trong khi diện tích tự nhiên không đổi với khoảng 2.360 km2, nên không còn cách nào khác phải mở rộng ra biển. Việc lãnh đạo tỉnh Bến Tre tin chắc rằng khu lấn biển sẽ góp phần tạo ra cú hích để phát triển kinh tế là hoàn toàn có cơ sở. Nếu nhìn lại các dự án lấn biển của Singapore hay Dubai, trên đó sẽ có những khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại. Tương tự như thế, thành phố Hồ Chí Minh cũng có một dự án lấn biển ở Cần Giờ gần 3.000 ha, được coi là dự án lớn đứng thứ hai sau Bến Tre. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, một trong những chuyên gia đô thị hàng đầu Việt Nam, cho rằng không ai nghi ngờ lợi ích lấn biển mang lại cho quốc gia, tỉnh thành, tăng diện tích đất, hình thành nền kinh tế hướng biển. Trong một số trường hợp lấn biển còn là một cách chặn tình trạng sạt lở biển ăn sâu vào đất liền. Nhưng có một thực tế là thời gian gần đây, các dự án lấn biển có quy mô lớn trên thế giới giảm dần. Những dự án được hình thành trên giấy do dự chưa triển khai ngay vì còn nghe ngóng diễn tiến của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, cực đoan. Nếu đúng như dự đoán của Liên Hợp Quốc là đến năm 2070, nước biển dâng cao 0,7 đến 1 mét, thì việc bỏ hàng ngàn tỷ đô la Mỹ để xây dựng các khu lấn biển sẽ trở thành dự án nước đổ biển. Thực tế cho thấy, không phải dự án lấn biển nào cũng thành công. Nhiều dự án đã thất bại, hậu quả để lại không chỉ tốn kém tiền bạc, mà cả nhân mạng. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa lấy dẫn chứng từ Bangladesh. Quốc gia Nam Á này có dự án lấn biển khổng lồ tạo ra một vùng đất nhô ra biển, nhưng lại không tính đến khả năng bão lũ để xây dựng các công trình chắn sóng. Và vào tháng 11 năm 1970, bão lũ dữ dội tràn vào đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn người sinh sống trên khu vực lấn biển đó. Từ sự cố Bangladesh, vấn đề cần nhận thức ở đây là lấn biển không phải cứ đổ đất cát xuống biển là sẽ có đất đưa vào sử dụng, mà thực sự là một bài toán cực kỳ phức tạp. Các chuyên gia chỉ ra một loạt các thách thức mà các nhà lấn biển phải tính đến. Trước hết là hành động này sẽ làm thay đổi hệ sinh thái biển gần bờ, vì hệ sinh thái tự nhiên này được hình thành và ổn định qua hàng ngàn năm. Khi lấn biển, chắc chắn các dải san hô, sông tảo và sinh vật như cá tôm, thủy sinh sẽ không còn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ làm mất đi nguồn sống của người dân địa phương sống bằng nghề nông ngư nghiệp. Và điều quan trọng cần tính đến lúc này là biến đổi khí hậu đang ngày càng lan rộng trên toàn cầu. Quay lại với Việt Nam, người dân Bến Tre chủ yếu sống ở các nghề như nuôi hàu biển, đánh bắt tôm cá, cua ở những bãi sình lầy, nước lợ. Một khi dự án lấn biển hoàn thành, thì những loại thủy hải sản tự nhiên này không còn nữa. Bởi những dải bùn nhão là môi trường sống của thủy sinh sẽ đông cứng lại. Các rừng cây ngập mặn như sú, vẹt, đước, ô rô, chà là cũng sẽ chết. Khu vực lấn biển có thể là đảo, là dải đất dài nhô ra từ đất liền như cái cục U lạc đà. Nếu không tính toán kỹ, có thể sẽ làm thay đổi dòng nước biển ven bờ, gây xói lở ở khu vực khác đâu đó, dẫn đến tình trạng thêm một miếng ở nơi này, nhưng có khi lại mất đi một miếng to hơn ở nơi khác. Bài học cửa đại của Hội An là một thí dụ. Chính do việc lấn biển không tính toán mà cửa đại liên tục bị xói lở, có nguy cơ mất luôn địa danh này. Thêm nữa, lấn biển ngoài việc cần có một nguồn vốn vô cùng lớn, thì cần có một lượng cát khổng lồ để đổ xuống. Trong bối cảnh hiện nay, tìm ra nguồn cát lớn lên đến hàng trăm triệu mét khối là điều không dễ. Các dự án giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ đang đối cát, cho thấy kế hoạch lấn biển phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Từ thực tế này, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa khuyến cáo, các dự án lấn biển có quy mô lớn ở Việt Nam cần được tính toán kỹ lưỡng, bài bản và đặt nó trong bài toán liên vùng, không thể nóng vội
ngẫu hứng theo kiểu phong trào được. Thực tế đã từng có nhà lãnh đạo địa phương cho rằng phát triển kinh tế lấn biển theo kiểu lấy mở ráng mở, cứ đổ cát xuống, vừa lấn vừa kêu gọi nhà đầu tư nhảy vào là làm nên cơ đồ. Không dễ như vị lãnh đạo nhận định, bởi để chờ cát lúng đến mức ổn định cũng mất vài năm, mà các nhà đầu tư bây giờ phần lớn là tìm các tổ đại bàng đã lót ổ xong xuôi. Nếu không họ sang nước khác đang chờ như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.